nay là một ngày rất là lạnh luôn các bạn ừ. Ở khu mình, thành phố Tây Chon là nhiệt độ thấp nhất là khoảng à, dưới 17, 17 độ C, âm 17 độ C đó Còn đâu một số nơi khác thì là dưới âm 20 độ C nhỉ Rất là lạnh cho nên là ở, mặc dù ở trong nhà nhưng mà mình vẫn phải mặc như thế này đây Mặc như thế này mới thấy đủ ấm mọi người ạ <laughs> Mình nói đùa vậy thôi à, Lấy đùa vậy để cho chúng ta à, lấy cái không khí mà để học à, chuẩn bị vào bài học cho nó thật là à, sảng khoái chuẩn bị sẵn tinh thần để vào bài học các bạn nhá à, thì hôm nay như nào nhỉ à, chúng ta sẽ bắt đầu à, học bài 2 nhỉ hôm qua học bài một à, lần lần trước chúng ta học bài một rồi ha thì hôm nay sẽ chúng ta sẽ học bài 2 bài 2 của chúng ta có cái chủ đề là gì song giác song giác là tính cách này thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn học ba phần từ vựng ngữ pháp và văn hóa thông tin. thì trong phần từ vựng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gì nhỉ? song từ vựng về chỉ tính cách. còn trong phần uh, ngữ pháp chúng ta sẽ học về hai cấu trúc uh, chỉ tà và nhân thể xin trong phần văn hóa và thông tin thì chúng ta sẽ học về song giới qua chỉ có tức là sự liên hệ giữa tính cách với nghề nghiệp. Đó. thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần từ vựng đầu tiên trong bài ngày hôm nay đó là phần số 1. Người ta yêu cầu chúng ta là gì nhỉ? 다음을 보고 어떤 성격인지 이야기해 보세요. Uhm, tức là để bài yêu cầu là gì nhỉ? Hãy nhìn cái những cái tiếp theo, những cái bức tranh đây. Và sao nhỉ? À, thử nói xem là đó là cái tính cách như thế nào. Tức là sao? À, cái nội dung trong bức tranh này này, các bạn chọn một trong hai cái từ này. Xem cái từ nào cho nó thích hợp với cái bìa cái hình ảnh đó. Thì ví dụ như cái người ta làm cho chúng ta cái phần đầu tiên đây này, khi đây là những cái người mà người ta đang nói chuyện với nhau rất là rôm rả đúng không? Vì thế cho nên là người ta à, đã tích vào cái cái tích màu cam này các bạn này cái chữ gì quế hăng cho kỳ vậy quế hăng cho kỳ là gì và tất cả những cái nội dung tiếp theo có nghĩa là gì, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cụ thể nhá. Chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Đây là phần uh, phần số 1 đây, và phần số 2 đây và phần số 3 đây. Mình sẽ chia nhỏ làm 3 phần như thế nhá. bắt chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu cái phần nhỏ đầu tiên của phần 1 từ vựng nó thì các bạn để ý cho mình nhá cái chữ mà cái chỗ mà mình tô màu đỏ chữ màu đỏ này đó là những cái phần phát âm mà các bạn cần để ý nhá chà bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính cách đầu tiên đó là gì nhỉ quê hiang chó ta các bạn đọc lại cho mình này quê hiang chó ta thì cách phát âm của nó như sau quê hiang chó ta có nghĩa là tính hướng ngoại những cái người tính hướng ngoại là những người như thế nào đó là những cái người mà họ thì thích biểu hiện cái suy nghĩ và cái tâm trạng của mình ra bên ngoài và họ thích nói chuyện với người khác này vì thế cho nên là à, các bạn thấy người ta tích ở đây nhé cái hình ảnh này đó người ta sẽ tích ở cái chữ Huế ăn cho kỳ tà đối lập với tính cách Huế ăn cho kỳ đó là để son cho kỳ Đề song cho kỳ Đó Cách phát âm Đề song cho kỳ Đó là Thì nhảy tính hướng nội Những người có tính hướng nội Là những cái người mà Gì nhỉ các bạn Người ta Ít biểu hiện cái cảm xúc Cái suy nghĩ của người ta ra bên ngoài Đó Và thông thường là người ta cũng không thích nói nhiều Đó. Không thích nói nhiều Tiếp tục chúng ta sang bên này Đó cho cho cức cho kita các bạn đọc lại cho mình nhá cho cức cho kita thì cách phát âm của nó ở dưới thế này ạ cho cức cho kita cho cức cho kita ở đây chúng ta sẽ có cái âm đôi hóa này các bạn đó âm đôi hóa là chữ cư và chữ cho đó các bạn đọc cho mình cái từ này nhá cho cức cho kita cho cực cho kita tính tích cực à, tính tích cực là những cái người mà tham gia những cái hoạt động nào đó họ thường hay sôi nổi họ thường làm những cái việc mà sao nhỉ mang cái tính đóng góp và cho cái hoạt động đó ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy trong lớp học đúng không là cái anh này đó các bạn anh ấy giơ tay này à, phát biểu thể hiện ý kiến của mình đóng góp vào cho cái buổi học hôm đó nó trở nên sôi nổi hơn thì chúng ta có thể tích vào đây nhé đây là nhìn nhỉ cho cho cứ cho kida đấy còn đối là với cái tính cách à, cho cho kita này là so cực nhỉ cho kita so cực cho có nghĩa là gì các bạn lưu ý phát âm âm đôi hóa từ cho này nhá, đó và gì à, nối âm với ki đó là so cực cho kỳ tà, có nghĩa là tính tiêu cực. Những người mang tính tiêu cực là người ta khi mà tham gia một cái hoạt động nào đó gì, người ta sẽ à, thường thường người ta không có cái sự đóng góp và không có cái sự sôi nổi để góp phần tạo nên kia à, cái, à, cái gì tạo nên cái sự phát triển hay là góp phần tạo nên cái không khí bầu không khí vui vẻ hay là bầu không khí tích cực cho trong một cái hoạt động nào đó ví dụ như ở đây là lớp học nhá như vậy chúng ta đã xong phần nhỏ số 1 này bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần nhỏ số 2 đó là những cái tính cách tiếp theo ở đây có có từ gì các bạn nhỉ công có mà tà công có mà tà cung go mà tả ở đây phần phát âm của nó thì ở đây đó các bạn lưu ý cho mình một chút là chúng ta chỉ hơi nối cái từ miêm này một chút thôi có thể đọc là cung go ma tà cung go ma tà cũng được mà là đọc là cung go ha tà cũng được các bạn nhé chúng ta đọc lại này cung go ma Đấy, tính cẩn thận cẩn thận hay là thận trọng cũng được chúng ta có thể hiểu là những người uh, những người cẩn thận đó các bạn uh, những người mang cái tính cung cô mà tà này đó khi mà làm bất cứ một việc gì họ thường uh, xem xét rất kỹ lưỡng này tính toán một cách kỹ lưỡng sau đó họ mới làm thường thường những người này khi mà làm việc họ ít xảy ra cái sai sót đó mắc lỗi hay là sai sót nhưng mà sao đối lập với tính cách cung cô mà tà đó là gì các bạn thờ lơn khó đi tà thờ lơn khó đi tà Ừ. Thì cách phát âm thì cũng như như này thôi Nhưng mà các bạn đọc cho mình là chữ uh, Chữ L nhá Cái chữ riêng này các bạn này Đó các bạn đọc cho mình là chữ L Đó Cao lưỡi, cong lưỡi lên Đọc là Tho long dí Khó đi ta Tính đỉnh đoảng Đó. Mình đã tra nhiều cái từ tiếng Việt Mà không biết chọn uh, Cái từ nào cho phù hợp Thì mình đã quyết định chọn cái từ đỉnh đoảng này Đỉnh đoảng có nghĩa là sao? Những cái người mà thường hay kiểu Làm việc khinh suất đó các bạn Không có sự tính toán kỹ nưỡng Và họ hay mắc lỗi Hoặc là uh, xảy ra một cái sai sót Hoặc là uh, uh, Như ví dụ như trong Cái hình ảnh này đó các bạn Cái anh này thì anh ấy tính đỉnh đoảng này Không có cẩn thận cho nên là Khi mà ở đây giống như kiểu là tàu điện ngầm hoặc xe buýt tàu điện ngầm nữa các bạn đó anh ấy rời khỏi cái cái tàu điện ngầm thì anh ấy quên luôn cả cái ô nhá đó thì chúng ta sẽ tích vào đây tích vào đây cho mình thơ lâng thơ lâng khó đi đà anh này tính đỉnh đoảng không cẩn thận trong mọi việc nên đã xảy ra cái việc mà anh ta quên cái ô ở trong cái tàu điện ngầm này nhá Tiếp tục chúng ta sang bức tranh tiếp theo, đó là tính cách gì đây? À, cái từ thứ, thứ nhất đó là Thà cho Hà Tà, Thà cho Hà Tà, đấy, Thà cho Hà Tà thì uh, là cái tính cách như thế nào? Thà cho Hà Tà là gì? Người gì? Giàu, tình cảm, đó, các bạn nhìn thấy ở đây là cái ông này, ông ấy đang gì? Uh, vỗ về cho em bé này, ăn này đưa cái thức ăn cho em bé ăn đấy những cái người như vậy là những cái người những cái người thả cho ngà tà đó các bạn thả cho ngà tà thả cho ngà tà này là họ biết quan tâm đến người khác ừ. họ giàu tình cảm mà họ luôn dành tình cảm cho người khác à, thì các bạn có thể tích vào đây giúp mình nhá đối lập với tính cách thả cho ngà tà đó là mù túc túc khả tà mù túc túc kha tà thì đây là gì các bạn mù túc tu kha ta mù túc tu kha ta cái âm trước nữa các bạn các bạn nối lên đây đọc là là kha cho mình nhá, chứ không phải là ha nữa nhé chứ không phải là ha không mà nối âm lên đây đọc cho mình này thì những cái người mang tính cách như này tức là những cái người tính lạnh lùng đó mình cũng tra cứu nhiều cái từ tiếng Việt rồi Uh, và thì mình thấy cái từ lạnh lùng có vẻ là phù hợp đối với nó nhá, đấy thì uh, phù hợp với tính cách này, thì uh, cái người ví dụ như uh, cái anh này chẳng hạn đó, anh ấy không có quan tâm đến ai cả chỉ chỉ có đọc đọc sách thôi chẳng hạn đấy, thì những cái người mà mang tính cách mù túc túc kha tài đó các bạn, thường thường đó người ta lạnh lùng lắm, uh, thường thường ít nó dành tình cảm cho người khác và ví dụ nếu mà bạn yêu phải một người có cái tính cách mù túc túc hà tà này đó thì bạn à, đừng mong đợi cái sự quan tâm nhiều của anh ta nhé, đừng mong đợi hoặc là đừng mong mong đợi sự quan tâm nhiều của cô ta. Những người mang tính cách này là những người rất là lạnh lùng sống một cách lạnh lùng, à, sống lạnh lùng và ít trao tình cảm cho người khác nhá. Ừ. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo tính cách tiếp theo mà chúng ta học ở đây là gì các bạn ờ song yoki nửa tha ừ, các bạn đọc lại cho mình này song yoki nửa cư tha tà thì song um, yoki nửa cư tha là như thế nào lưu ý phần phát âm thì uh, các cái nguyên tắc nối âm và cái chữ siêu này khi mà nối lên với Ha tà nó sẽ được đọc là tha tà tha tà đó xong kia kia nừ cứ tha tả tính cách thông thả à, hoặc là có bổ sung thêm thông thả này chậm rãi này làm gì cũng từ từ đó các bạn những người mang tính cách xong kia kia mà mang cái tính cách là nừ cứ tha tà đó các bạn họ làm cái việc gì họ cũng làm từ từ chậm rãi điềm tĩnh đó ví dụ như trong cái bức ảnh này các bạn cái anh này anh bảo cái cô này nè chon chon hi ha xèo chon chon hi ha xèo có nghĩa là ấy, gì cô chị làm uh, hoặc là chị làm từ từ thôi cứ từ từ mà làm đó thì uh, các bạn tích vào đây cho mình tích dấu sao vào đây cho mình Đừng, đừng cứ thà thà nhá uh, những cái người mang cái tính cách này đó các bạn đôi khi là cũng tốt nhưng mà đôi khi là cũng không tốt đó nhá nếu mà cái gì cũng chậm quá thì là uh, quá trình uh, kia uh, hoạt động của chúng ta nó sẽ diễn ra rất là chậm và tốn rất nhiều thời gian trong một tình huống nào đó thì nó sẽ tốt ừ, trong nhưng mà trong một số tình huống khác thì lại không tốt nhá đấy tiếp theo đối lập với tính cách nờ cư tha tà chúng ta sẽ có cư pa tà cư pa tà là gì song Yoki gì cư phà tà Yoki gyo ki tà các bạn lưu ý phát âm cho mình đấy là cư pa tà cái chữ biếp này khi nó nối lên với hiệt Nó sẽ được đọc là pa Pa, cứ pa, ta Đây là một cái tính cách Mình Chúng ta có thể nói là tính cách nóng vội Nóng vội Rồi vội vã Tính hay gấp gáp Làm cái việc gì cũng nóng vội à Làm cái việc gì cũng nóng vội Cái nhanh nhanh chóng chóng đó các bạn Muốn làm nhanh Ăn thì cũng ăn nhanh làm cũng làm nhanh yêu cũng yêu nhanh sống cũng sống vội vã sống nhanh đó thì à, các bạn biết đấy cái tính cách này thì à, trong một số trường hợp thì nó cũng có điểm tốt nhưng mà một số trường hợp thì là nó sẽ không tốt ví dụ như ăn mà ăn quá nhanh là không được nhá ăn thì phải ăn chậm thôi ừ. yêu thì sao yêu thì cũng phải yêu chậm thôi sống thì cũng sống vừa phải sống chậm thôi chứ không nên cứ pake sa đây hắn đều Nhá, không ăn đều giống như vậy thì sẽ bỏ qua rất nhiều thứ này thì đây là cái tính cách mà gì các bạn nóng vội đó các bạn lưu ý giúp mình nhá đây là cái phần 2/ phần 2 trong phần từ vựng à, người ta hỏi chúng ta cái gì đây giờ xong kia tế chim quê xong kiaưng ở sinh qua 어, tính cách của bạn như thế nào và tính cách của bạn của bạn như thế nào đó và hãy thử nói chuyện với những người bạn của bạn ừ. thì ở đây tức là đề bài người ta yêu cầu chúng ta là hãy nói về tính cách của mình và sao nhỉ và phải hỏi xem cái tính cách của cái người bạn của mình như thế nào đó bây giờ mình sẽ dịch cái nội dung ở trong đoạn hưởng cái uh, hai cái câu đấy nhá. Cái phần này đó có thể là trên lớp thì cô giáo sẽ cho các bạn nói chuyện thử đấy. thì uh, th 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 lúc đấy thì các bạn à, uh, liệu cơ mà nói về xem cái tính cách của mình như thế nào. thì mình nói cho cho các bạn của mình biết là xem mình mang tính cách gì nhá. Uh, đây này hai câu này này. bây giờ chúng ta bắt đầu luyện đọc nhá. 저는 성격이 외향적이에요 저는 성격이 외향적이에요. 性格 tôi hướng n g o ạ t ô i hướng n g 그래서 사람들과 이야기하는 것을 좋아해요. 그래서 사람들과 이야기하는 것을 좋아해요. vì vậy nên tôi thích nói chuyện với mọi người. Ờ, tính cách của mình cũng là quế ăn chó kìa các bạn nhá chờ tô xong kia Ki quế ăn chó kìa mình vừa nói là gì nhỉ tính cách của tôi thì cũng là gì hướng ngoại đấy ạ đấy thì à, à, chúng ta xong phần này rồi nhỉ à quên mình nói thêm là nếu mà các bạn tính cách của các bạn như thế nào thì các bạn chỉ cần thay cái từ gì vào đây thôi các bạn nhé với ăn chó kia hoặc là đề sơn chó kia vân vân ở đây các bạn nhé Chà. Ờ, à, bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp đầu tiên trong bài ngày hôm nay đó là ngữ pháp hương cộng với o chỉ tả Đấy. ở đây thì hương ở đây có nghĩa là tính từ các bạn nhé hương yong sa đấy ạ à. tính từ cộng với o chỉ đà ờ, thì đây là một cái cấu trúc diễn tả trạng thái và chúng ta có thể dịch trong tiếng việt là trở nên làm sao đó bây giờ mình sẽ chia cái phần ngữ pháp này ra làm bốn phần nhỏ phần số 1 là gì hướng dẫn cách sử dụng khi nào thì sử dụng cấu trúc này phần số 2 là gì ờ, ví dụ minh họa phần số 3 là cách chia những cái hình thái của cấu trúc này và phần số 4 là phần ví dụ dễ môn dễ môn tức là phần ví dụ thêm nhé bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên này Đấy, cái cách sử dụng cấu trúc này khi nào chúng ta sử dụng cấu trúc này thì ở đây các bạn lưu ý cái dòng này cho mình này người ta ghi cái gì đây đó cái cách sử dụng của nó các bạn nhé 상대의 변화로 나타낸데 이 나타낸데 사용한다. câu này có nghĩa là sử dụng để diễn tả sự biến hóa của trạng thái. Ừ. sự biến hóa thì biến hóa ở đây là sự biến hóa hay là gì thì các bạn nhỉ? sự thay đổi của trạng thái nhá. đó. Chà, mình nhắc lại nhá sử dụng để diễn tả cái sự biến hóa hay là sự thay đổi của trạng thái chúng ta sẽ cùng đi vào phần ví dụ để phân tích xem à, cái sự biến hóa đấy là như thế nào nhá. Chà, bây giờ các bạn đây là phần ví dụ minh họa của chúng ta. đấy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sao nhỉ các bạn? Đầu tiên chúng ta sẽ đi đọc và sau đó dịch cái hội thoại này. Sau đó chúng ta sẽ phân tích, để phân tích xem là cái cấu trúc Uh, chi ta này nó có tác dụng là diễn tả cái sự biến đổi Cái sự thay đổi của trạng thái trong câu là như thế nào Bằng cái ví dụ này các bạn nhé Thì đây là một cái đoạn hội thoại ngắn của Phan Trang Nim Và Chám Chi Tư Phan Trăng Nim chúng ta có thể hiểu là, là tổ trưởng nhá Hay là nhóm trưởng này Còn Chám Chi Tư là một cái anh người nước ngoài Mà anh ấy đến Hàn Quốc Mà anh ấy đang làm việc ở công ty chuyển nhà ừ. Thì Uh, cái anh phản trang niêm đấy đó anh ấy nói với chạm tư là gì si tư si về cho nên xin chú rư thì câu số 1 chúng ta có thể hiểu là gì chạm si tư à ngày trước anh ấy mắc lỗi nhưng dạo này đã trở nên cẩn thận hơn nhiều rồi nhỉ Câu số 2 thì các bạn có thể hiểu là gì? Cảm ơn anh, tôi vẫn còn phải rèn luyện thêm nhiều ạ. À. <laughs> thì mình sẽ nói câu số 2 này trước này, bởi vì câu số 1 là câu quan trọng. Mình sẽ nói qua câu số 2 này nhé. Kham giam nhì đó là cảm ơn, động từ cảm ơn này. Và á chích gì? Pè quân mà chích ở đây có nghĩa là vẫn, vẫn còn. Còn pè u un tức là cái mà còn phải rèn luyện cái mà còn phải học tập thêm đã đây là động từ phè u tà nhá đó thêm nhiều tức là nhiều ở đây má nai có nghĩa là nhiều đó còn câu số 1 này Đấy, câu chám si tư chi cái này chỉ là gọi tên người thôi các bạn nhá cho này nên nhé cho này nên có nghĩa là gì sao các bạn ngày trước ngày xưa đó các bạn ngày xưa thì sao các bạn câu này chúng ta sẽ có hai vế hai về các bạn nha thì đây đầu tiên là gì ghế cho này nên ngày xưa đó thì xin su đu xa hề đe cái cái cụm này đó các bạn nó có nghĩa là gì ngày xưa thì sao thường xuyên là mắc lỗi đấy anh này này, này ngày trước đó, trước kia khi mà, mà kiểu mới vào công ty đó các bạn anh ấy thường xuyên là sao mắc lỗi làm sai rồi gây ra những cái lỗi lầm nào đó nhưng mà sao dấu chân nên mà đi gom dạo này thì sao dạo này mà mà đi rất là nhiều đã trở nên cẩn thận thận trọng hơn nhiều rồi thì trước hết các bạn để ý cho mình cái cấu trúc hèn nên te nên te ở đây trong câu này nó có tác dụng chỉ ra rằng cái vế vế trước này này và cái vế sau này này các bạn cái mặt ý nghĩa của nó là hơi nó sẽ tương phản với nhau nhé Ừ. Thì nếu mà chưa hiểu cấu trúc nâng tê là như thế nào thì các bạn hãy ôn ôn lại ngữ pháp mà đã học nhá, nâng tê nhá. Còn một ý nữa đó là cái từ này cái này này các bạn này, này, cái anh Phan trang nim này anh ấy bỏ cái 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 đuôi câu nèo vào đây là để thể hiện cái cảm xúc, cái cảm nhận của cái anh ấy về anh chảm chi tư này. Chứ anh ấy không nói đơn thuần là cung cung he chớt sơ yô mà anh ấy sửa nói là Cung côm hai chớ neo là để thể hiện cái cảm xúc cảm nhận của anh ấy nhá đó thì mình nói vậy để cho các bạn hiểu thêm còn neo mà các bạn chưa hiểu nó là cái gì thì các bạn có thể xem lại cái phần cấu trúc ngữ pháp neo nhá có cái cái phần quan trọng nhất là cái gì Cung côm he chớ tà mà hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu chính là cấu trúc trong ngày hôm nay ừ. bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn cái gom gom he chất nail này nó được tạo nên từ những cái phần nào thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ có như thế này đầu tiên chúng ta sẽ có gom 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 gì gom ha tà đó các bạn đầu tiên là chúng ta sẽ có gom gom hà tà đó một cái tính từ tính cách gì thận trọng cẩn thận bây giờ nó kết hợp với o chỉ tà đó, kết hợp với o chỉ tà thì nó sẽ có cái dạng là gì côm côm gì he he chi tà côm côm he chỉ tà đó nhưng mà sao nhưng mà ở đây chúng ta thấy côm côm he ớt cơ mà chớt này thậm... Cụ... bản chất của nó là gì nó là cái dạng quá khứ như các bạn nó là dạng quá khứ thì chúng ta sẽ có như này he chỉ chi Ot đó he chi Ot ta he chi Ot ta này nó có tác dụng là diễn tả sao cái sự thay biến đổi là cái cái anh này anh đã đã trở nên cẩn thận hơn rồi cái quá trình này nó đã hoàn thành các bạn nhé chứ nó không phải là uh, he he chi ta he chi ta thì cái he chi ta này nó nó là tức là nó vẫn đang diễn ra nó vẫn đang trong quá trình anh này vẫn đang quá trình cẩn thận hơn thận trọng hơn khi mà đi làm việc đó khi mà anh làm việc nhưng mà cái từ odd này khi nó bỏ vào đây đó các bạn nó sẽ có tác dụng thể hiện cái điều gì thể hiện là cái quá trình cẩn thận của anh này cái sự biến đổi này nó đã hoàn thành rồi đó nó hoàn thành rồi và người ta không để chia ớt tà này mà người ta sẽ gộp nó vào và sẽ thành chỉ ớt tà gom gom he chia ớt tà thì các bạn để ý cho mình khi nào nếu mà người ta dùng chi tà thì là nó đang diễn ra nhé còn đã dùng đến quá khứ Chớt tà là nó đã có cái sự biến đổi nó đã nó đã xong rồi nhá nó diễn ra xong rồi ừ. trước tà đó sau đó thì sao các bạn vì muốn thể hiện cái cảm xúc của mình trước cái à, cái cái sự việc mà sao cái anh này anh đã trở nên cẩn thận hơn rồi thì ông ấy cho thêm nề dù vào nề dù vào và chúng ta sẽ có cả một cái cụm đuôi câu là cung gom he chớ neo đó thì cái, cái, khi mà người ta gì các bạn khi mà người ta gắn gắn cái gì à, khi mà cung gom ha tà nó nó kết hợp với đuôi o trì tà đó thì nó cái o trì tà này nó có tác dụng nó diễn tả cái sự biến đổi biến đổi của cái trạng thái anh chằm si tư này anh ấy đã gì từ một cái người hay mắc nỗi và bây giờ anh đã trở nên cẩn thận hơn rồi đấy các bạn đã hiểu chưa ạ nếu còn điều gì chưa hiểu thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhá mình đã giải thích rất là kỹ cho các bạn rồi ạ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhá chả bây giờ chúng ta sang cái phần cách chia ừ, cách chia của à, cái cấu trúc này như thế nào thì khi chia cấu trúc này đó các bạn à, à, chúng ta sẽ có ba hình thái cơ bản thứ nhất là a à, chita thứ hai là o chita và số ba là he chita khi nào chúng ta sẽ cho tính từ đó tính từ đó đi với a à, chita khi nào là o chita và khi nào thì tính từ đó sẽ kết hợp với he chita ừ. như chúng ta thấy vừa nãy là từ kom kom ha tà của chúng ta là đi với he chita đúng không các bạn Đấy. thì bây giờ nhá thứ nhất này uh khi nào mà chúng ta cho nó đi với a chỉ tà thì các bạn để ý những cái tính từ này các bạn những cái tính từ đó mà cái khi kết thúc bằng nguyên âm a trừ chúng ta sẽ gốc gốc của tính từ đấy nhá hay nói cách khác là trước cái tà này, này các bạn này trước cái từ tà tính từ hay động từ thì uh, cuối cái, kết thúc của nó cũng là tà đúng không các bạn nhưng mà trước tà mà là gì nguyên âm a hoặc là nguyên âm o thì chúng ta khi mà chia đó các bạn thì chúng ta sẽ cho nó đi với a chỉ tà mình nhắc lại nhé những cái tính từ mà sao nó cái phía trước của tà đó hay là gì hay cái kết thúc gốc được gốc của tính từ mà kết thúc đó thì bây giờ mình dùng một cách thuật ngữ mới đó là gì cái thuật ngữ là mình mới học được từ giáo viên người hàn các bạn nhé tức là sao các bạn để ý trước tà mà nó có nguyên âm a và hoặc là trước tà mà nó có cái nguyên âm ô này này các bạn ở đây là a đây là sa đây đúng không ô đây là chô đúng không thì lúc chia các bạn cho nó đi với a chỉ tà cho mình ví dụ ở đây là gì pizza sa chỉ tà bì sa chỉ tà còn đây là gì Cho a chỉ tà Cho a chỉ tà ừ. còn sao thì tất cả những cái gì tính từ mà à, cái trước tà của nó không phải là a hoặc là o thì các bạn cho đi cho nó đi với o chỉ tà cho mình nhá cho nó đi với o chỉ tà ví dụ ở đây là gì các bạn à, <laughs> ví dụ ở đây mình sẽ nói cái cái sao này dấu sao mình nói sau cái từ kill kill ta này này kill ta này các bạn cái kết trước tà của nó là nguyên, nguyên âm y đúng không y này kia này Ki này, khi này này các bạn là Nguyên âm y Vì thế cho nên chúng ta sẽ cho nó đi với O chỉ tà Nó không phải là O Mà nó cũng không phải là A Cho nên chúng ta sẽ cho nó đi với O chỉ tà Và chúng ta sẽ có Kho Khi Rô Chỉ tà Khi đo Chỉ tà Ờ Nhưng mà sao các bạn Nhưng mà dấu sao ở đây là những cái đặc biệt Chúng ta phải để ý nhá ừ. Cái này này các bạn cái này là gì? Thà rư tà Thà rư tà là uh, Một cái động từ đặc biệt Động từ bất quy tắc đấy Mà khi bất quy tắc thì nó sẽ khác thường Nó không có như bình thường Bình thông thường đó nó, cái, cái nguyên âm mà trước ta này là gì các bạn? Là ư ừ, đúng không? Ư ừ thì sao? Không phải là ô mà cũng không phải là a Nhưng mà sao? Khi mà chia đó thì chúng ta động từ bất quy tắc chúng ta phải áp dụng theo cái quy tắc đặc biệt. Cho nên là nó sẽ có dạng gì? Thái la chỉ tà. Nó sẽ có dạng Thái la chỉ tà. Chứ không phải là uh, gì? Chứ không phải là bây giờ chúng ta không cho nó đi với o chỉ tà thì nó sẽ không có dạng là như như này. Dạng thông thường là như này. Uh, tha rõ chỉ đà. các bạn nhá nếu mà theo nguyên tắc chia thông thường đi với o chỉ đà, thì có phải là nó sẽ là tha ý ro chỉ tà đúng không các bạn ừ. à, tương tự đây là khí lo chỉ tà nhưng mà không phải như vậy tại vì cái động từ này nó là động từ bất quy tắc cho nên sẽ là tha la gì chỉ tà ừ. còn bây giờ các bạn nếu các bạn chưa hiểu à, động từ bất quy tắc đuôi rư như thế nào thì các bạn phiền các bạn xem lại giúp mình nhá trong thời hạn của của giới hạn của bài học ngày hôm nay thì chúng ta không không có dành không có đủ thời gian để cho phân tích thêm cấu trúc này nhá ừ. tiếp tục này cái à, hình thái thứ ba của nó là he chỉ tà he chỉ tà áp dụng khi nào tất cả những cái động từ mà sao À những cái tính từ mà nó có đuôi gì ha tà nó ha tà ví dụ thì các bạn khi mà chia với cấu trúc này Các bạn sẽ cho nó đi với he chỉ tà giúp mình nhá Ví dụ đây nè Chin ha đây Thì chúng ta sẽ có đây gì nhỉ Chin he chỉ tà he chỉ đà. Đấy. Và sao nhỉ Ích gì Ích xúc Thì chúng ta sẽ có Ích xúc chỉ tà Ích chỉ tà ừ. Các bạn lưu ý như vậy cho mình nhá Ờ, ở đây mình sẽ bổ sung thêm uh, cái phần dịch tiếng Việt cho các bạn này ta có nghĩa là Dat chutta là tốt Tharuta là khác này Kinta là dài Chinata là thân thiết đó các bạn Yak ichokata có nghĩa là đã quen thuộc uh, quen Vậy chúng ta sang phần cuối cùng trong phần ngữ pháp này nhé Chà, bây giờ đây là cái phần dế mùn 나쁜 비주얼, 네. 중단 세공답기 비주 네. 심사오냐? 자, 아이 성격이 어때요? 태권도를 배운 후부터 많이 활발해졌어요. 음, 팁어네 고향에 있을 때는 성격이 느긋했어요.

tiếp theo là phần ngữ pháp số 2 trong bài ngày hôm nay à, gì nhỉ nên thể xin bây giờ chúng ta đây là một cái cấu trúc đó là loại cái cấu trúc diễn tả sự đền bù hay là thay thế à, chúng ta có thể dịch ra tiếng việt là nhưng thay vào đó thì đấy, nhưng thay vào đó thì làm sao đó bây giờ cũng tương tự như phần ngữ pháp số 1 Chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra để học cho dễ nhé Phần đầu tiên là hướng dẫn cách sử dụng này Số 2 là giải thích cái ví dụ minh họa này Phần số 3 là cách chia đó Phần số 4 là phần dế môn ví dụ thêm Sao bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết nhé Dạ, đây là cách sử dụng cấu trúc nâng thể xin nê, Động từ, tính từ cộng với nâng thể xin nê. Thì ở đây cấu trúc này nó đi được cả, cả với tính từ và động từ các bạn nhé Thì đây cái dòng này này các bạn Là cái dòng hướng dẫn cách sử dụng Ở đây mình có ghi lại đấy ạ à, Gì nhỉ? Thì cái câu này chúng ta có thể hiểu là sao? Người ta bảo chúng ta là sử dụng cấu trúc này khi nào? Sử dụng để diễn tả sự thay thế hay là sự đền bù cho hành động ở vế trước ừ. thử thay thế ở đây là từ gì phổ sang này các bạn là sự à, à, sự thay thế ở đây là thể che thể che nhé các bạn còn phổ sang ở đây chúng ta có thể hiểu là sự đền bù sự đền bù phổ sang nha thì à, cụ thể là sao các bạn nó diễn tả sự thay thế hay sự đền bù cho hành động ở phía trước là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần ví dụ Minh họa để có thể hiểu rõ hơn nhé. Thì đây là cái phần ví dụ Minh họa cho cái cấu trúc ngữ pháp uh, nhân thể xin nê động từ tính từ cộng với nhân thể xin nê này. Thì cũng theo thứ tự chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đọc này và dịch cái nội dung của cái ví dụ này. Sau đó chúng ta sẽ phân tích xem rằng cái cấu trúc nâng thể sine này nó có tác dụng diễn tả cái sự đền bù hay là cái sự thay thế ở trong câu nó như thế nào nhé thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc này đây là một cái đoạn hội thoại của nhân vật anjena và Ining đó uh, An hỏi Ining là gì nhỉ? Ido đôi do chulgeuneyo. Chun Ido ire do thế chủ nhật mà bạn cũng đi làm mà chủ nhật mà bạn cũng đi làm mà đó và sao nhỉ Yên yineng trả lời là gì네 일요일에 일하는 대신에 오아리오 일에는 쉬어요 sao nhỉ các ừ, bạn vâng ừ, hay là đúng vậy chúng ta có thể hiểu là vâng hoặc là đúng vậy làm vào chủ nhật nhưng thay vào đó thì thứ hai lại được nghỉ ừ. thì bây giờ À, mình sẽ nói câu đầu tiên trước này à, phân bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhá Đấy, câu đầu tiên là ido il là chủ nhật các bạn nhé e có nghĩa là vào tô tức là cũng đó và sao chun cân hai hè thì chúng đây là động từ gì các bạn nhỉ đi làm Câu số 2 là câu quan trọng này Đấy, Chúng ta sẽ để ý này Vâng là nê 네. và sao nhỉ? Ido các bạn để ý này, i Ido đầu tiên cái câu này chúng ta được cách đọc nhá, in yo in nhưng mà chúng ta phải đọc là Ido in nhá, Ido ide, in ha nhân thể xin cái câu này đó tức là sao? Làm, làm vào ngày chủ nhật, Đấy, làm vào ngày chủ nhật, thì sao? nhưng mà sao đây uo diu để nên oyo. có nghĩa là thứ hai thì được nghỉ ở đây chúng ta câu này chúng ta sẽ có hai vé là như thế này các bạn này mình vẽ hơi méo ha mình vẽ lại vẫn méo thôi kệ nó đi thì như thế này à, thì ở đây chúng ta thấy là gì thông thường đó các bạn, có thông thường đó là chúng ta thấy là ngày chủ nhật là người ta hay được nghỉ đúng không các bạn chỉ có một số nơi làm việc thôi thì trong đó có cái nơi làm việc của In ninh là người ta làm vào ngày chủ nhật đấy ngam vào ngày chủ nhật thì nó nó vất vả đó. trong khi là người ta nghỉ thì mình lại phải đi làm Mình thấy thế cho nên là Angela mới hỏi y ninh là như thế chủ nhật mà bạn cũng đi làm việc hay sao vất ừ. vả nhỉ ngủ ý của Angela là như thế đúng không các bạn vất vả nhỉ ừ. thì uh, Angela ờ uh, An uh, y ninh nhìn thấy bạn hỏi như thế cho nên là cô ấy đã đáp lại một câu là như thế nào nói lại để cho bạn mình hiểu là sao thì sao nhỉ ờ uh, Đúng là tôi thì sao? Phải làm việc vào ngày chủ nhật đấy Nhưng mà sao? Bù lại thì tôi lại sao được nghỉ vào thứ hai Thứ hai Thì cái cái vế sau của gì cái vế Sau của thề xin nên này Các bạn cái này nó được viết Cái này nó viết trước nó là vế trước nhá Cái này nó viết sau thì nó sẽ là gọi Mình sẽ gọi nó là vế sau Thì vế sau của thề xin nên Tức là gì? Uario u Ua. 월요 nên 쉬어요. Khi cái vế sau này các bạn này. Đấy, nó sẽ mang cái ý là sao? Ở đây trong câu này nó sẽ là gì? Ờ ừ, phổ uh, sang. Phổ sang tức là đền bù đó các bạn. Nó đền bù cho cái cái ý ở câu số câu trước. Đấy, tức là chủ nhật tôi thì sao? Làm, làm việc rồi cho nên là sao bù lại đổi lại thì thứ hai tôi nghỉ thì lúc đấy thì người khác lại đi làm ừ. chủ nhật thì tôi phải người khác nghỉ tôi thì thì sao tôi phải đi làm nhưng mà bù lại thứ hai thì tôi lại được nghỉ trong khi người khác lại đi làm thì chính là cái ý là như vậy đền bù là như vậy nhé các bạn thì à, nếu mà còn cái gì mà chưa hiểu đó các bạn các bạn hãy comment ở phía dưới nhé phía dưới giúp mình thì à, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo ở đây là phần tiếp theo là cái phần về cách chia của cấu trúc này cái cấu trúc này sẽ có ba hình thái cơ bản mà chúng ta nhìn thấy ở trên đây đó là thứ nhất là nên thể xin ne thứ hai là ưng thể xin ne và thứ ba là niên thể xin ne vậy khi nào chúng ta uh, sử dụng nân thể xin ne khi nào dùng ưng thể xin ne và uh, khi nào dùng niên thể xin ne bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ nhá. Uh, bây giờ thứ nhất là nân thể xin ne ừ. uh, ở đây đó các bạn khi nào mà đi với nân thể xin ne thì khi mà sao nhỉ? Uh, chúng ta sẽ có câu trúc này nó, nó kết hợp được cả với động từ và tính từ các bạn nhớ chưa? đó thì khi là nếu mà là động từ đó các bạn động từ nhá thì chúng ta sẽ cho nó đi với niên thể xin nê cứ là động từ thì chúng ta sẽ cho nó đi với niên thể xin luôn ví dụ ở đây chúng ta sẽ có mực ta mực tà sẽ, sẽ có gì móng thể xin nè móng thể xin còn đây là ilha ta 일하다 thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? 일하는 대신에 ừ? Tương tự như vậy 만들다 Nhưng mà sao? Các bạn để ý cho mình cứ cái dấu sao này chúng ta phải chú ý nhé 만들다 Thì chúng ta cũng cho nó đi với 는 대신에 Vì nó là động từ Nhưng mà sao? À, tại sao ở đây chúng ta lại thấy nó có chữ mán tư nưng là sao? Em không hiểu chị ơi, em không hiểu tại sao nó lại như vậy thì chị đã giải thích cho các em bọn em xem là tại sao nó lại biến thành như vậy nhá thì khi các bạn để ý cho mình này nếu mà động từ mà có đuôi này đuôi riêng nó khi mà kết hợp với cấu trúc nên thể xin ne hoặc là bất kỳ một cái cấu trúc nào mà nó cứ kiểu nó có cái chữ nên như vậy thì các bạn lưu ý nhá thì cái chữ riêng này nó sẽ bị thay lắc nó sẽ bị biến mất khi mà nó gặp gì khi mà chữ điên này cái bật chim điên này khi mà gặp chữ niên này là các bạn đấy nó sẽ bị biến mất nha các bạn nhá, nó sẽ bị biến mất vì thế cho nên nó sẽ ọp so cho có nghĩa là biến mất đó ạ thì nó sẽ thành tư thôi nó có sẽ thành chữ tư thôi vì thế chúng ta sẽ có màn tư nên thể cho nên là khi mà chia cấu, cấu trúc này các bạn để ý những cái động từ có đuôi điên này nhá nó sẽ khó ở cái phần này này thì để ý nó sẽ màn tư nên thể trên đây tương tự như thế chúng ta sẽ có gì sai lên tả sai lên là động từ sống phải không các bạn thì chúng ta sẽ có gì nhỉ sa nên gì thể xin thể xin đó đấy và tiếp theo là có gì ải tả ải tả ai ta là động từ biết đúng không các bạn thì chúng ta sẽ có gì nhỉ à nữ à nứ thể xin nê vần, vần. Đó. các bạn lưu ý giúp mình nhá những cái động từ nào mà nó có cái đuôi riêng như này là lưu ý tiếp theo phần số 2 này ân à, ân thể xin nê và niên thể xin nê áp dụng khi mà à, à, nó gặp ừ, áp dụng khi mà trường hợp là tính từ thì khi mà Tính từ mà có bạch chim Có bạch chim nha các bạn Thì chúng ta sẽ cho nó đi với ưng thể xin lê Cụ thể ở đây là gì? Màn thả Mà gì? Mà ưng thể xin lê Chạc đà Chạc ta thì là Chạc cưng thể xin lê Tiếp theo Khi mà sao? À, tính từ mà nó không có bạch chim không có vật chim thì chúng ta sẽ cho nó đi với niên thể xin nè ví dụ sa tả ừ. sa Sá tả san san thể xin nè san thể xin nè và bư tả bư tả chúng ta sẽ có bà thể xin nè bà thể xin nè ừ. nhưng các bạn him gì các bạn lưu ý cái phần này để dấu sao rồi này 힘들다 힘든다 Hì. ừ. nó là một tính từ gì nhỉ có cái có cái phật chim riêng Đó. trước tà nó có phật chim riêng thì khi mà chúng ta chia thì chúng ta uh, sẽ cho nó đi với niên niên thể xin niên thể xin các bạn nhé Đó. niên thể xin nê và chúng ta sẽ có dạng him gì him tinh Thể xin nè nhé ờ, tại sao lại có cái đoạn như vậy à, bây giờ mình sẽ phân tích để cho các bạn hiểu bản chất của nó nhé lẽ ra đó cái từ him tinh tà này nó là một tính từ có vật chim đúng không các bạn nó là một tính từ có vật chim thì sao à, thì chúng ta phải cho nó đi với ưng thể xin nè nhưng mà sao khi mà khi mà him tinh tà này nó đi với ưng thể ưng thể xin nè thì nó sẽ có dạng như này hiếm đi him hiếm tưl nà hiếm tưl cộng với ừ. Ừ. Đó. bắt đầu nó cộng với chữ ưn ở đây một phát là sao cái chữ riêng này cái chữ ư này nó sẽ bị than lắc luôn nó biến mất luôn đó các bạn thì nó sẽ chỉ còn như này thôi niên như vậy thôi đó đấy là là lý do tại sao mà người ta cho nó đi luôn với người ta xếp nó ở đây luôn đỡ phải khỏi qua đây xếp nữa nhá nhưng mà sao các bạn đấy nhưng mà sao các bạn để ý này nhưng mà như mình vừa nói ở phần này đúng không như mình vừa nói ở đây khi mà sao riêng này nó gặp niên là cái chữ riêng này nó lại bị biến mất bị toi luôn nhá nó bị toi luôn giống như ở trên đây đó thì bây giờ nó sẽ chỉ còn như này thôi mà tư như vậy thôi đấy chính vì thế cho nên là sao nhỉ bản tư tinh như vậy đó him tinh him tinh như vậy đó cho nên nó sẽ có cái dạng như vậy như này đó. mình sẽ đã giải thích cho bạn các bạn bản chất tại sao nó lại biến đổi như thế này nhá ừ. còn các bạn hỏi tại sao như thế nữa thì chị ơi thì um, các bạn chịu khó tìm hiểu cái phần gọi là ở uh, cái gì nhỉ uh, phát âm tiếng hàn nhá luyện phát âm tiếng hàn đấy bản luyện phát âm tiếng Hàn à, mua cái sách về à, phát âm tiếng Hàn và về à, nguyên âm phụ âm trong tiếng Hàn thì các bạn sẽ sẽ biết được cái phần này nhá thì à, à, trong cái cấu trúc này nó có hai nó có cái khó là ở cái chỗ thứ nhất là động động từ một kiểu tính từ một kiểu rồi tính từ có vật chim một kiểu rồi xong bắt đầu nó lại có những cái dạng chú ý như thế này nữa này Đấy, chú ý động từ thì sao nhỉ? Động từ thì cho nó đi với nân thì nó lại có dạng cũng là đuôi r nhá. Đấy, bây giờ các bạn phải biết là từ nào là động từ, từ nào là tính từ đấy. Các bạn để ý mà xem nó khó ở chỗ này. Nếu hai cái này mà các bạn không biết nó là động từ hay tính từ đó thì có phải hai cái này đều có đuôi r giống nhau không? Đó. Nhưng mà gì? Một cả mà cái một cái thì lại biến thành mãn tư nân còn một cái thì lại biến thành him tinh cơ Đấy Cho nên là nó khó ở chỗ đấy Mà các bạn phải biết cái nào là động từ Động từ thì cho nó đi với nên Còn cái nào là tính từ Tính từ thì phải cho nó đi với gì Ân ừ, hoặc là ni ân Thì lúc đấy nó sẽ khác nhé các bạn à, Cái này tất cả chúng ta đều phải học thuộc thôi ạ Không còn cách nào khác cả à, Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé Ờ, à, phần tiếp theo là phần dễ mút 예 문어 비수 템 비서 중단세 공략 비수 냐자그 롯디언에 우리 아이는 간단한 숙제도 시간이 오래 걸려요 음, 어, 시간이 오래 걸리는 대신에 신주가 없으니까 걱정하지 마세요 음, 그 롯디언에 부모님을 자주 찾아뵙지 못하는 대신에

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần à, gì nhỉ các bạn cuối cùng trong bài ngày hôm nay đó là phần muôn hoa qua trường pô, phần văn hóa và thông tin thì trong phần văn hóa và thông tin bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về song giác qua trí góp tức là gì nhỉ các bạn tính cách và nghề nghiệp ừ. thì song à, ở đây là gì các bạn tính cách còn gì chỉ ở đây là nghề nghiệp này chúng ta sẽ không đọc toàn bộ nội dung cái này một cách kỹ càng mà chúng ta sẽ đọc qua nhé các bạn hãy dành thời gian đọc qua và các bạn để ý ba câu hỏi này cho mình ba câu hỏi này của chúng ta là gì đây câu số 1 các bạn 사람의 성격은 나노는 여섯 가지 유형은 무엇입니까 산아 사람, 산아메 경 성격 các bạn 성격 là tính cách của con người đấy là nu ở đây chúng ta là, là chia này gió sốt cả chi rồi hương tức là sáu loại hình sáu loại hình là cái gì sáu cái loại gì tính cách của con người đó các bạn là gì đấy, tức là ở đây ngày, bài viết này nó tổng kết là con người có sáu loại tính cách khác nhau đấy và người ta hỏi chúng ta thì sáu tính cách đó là gì thì các bạn để ý cái phần gạch chân để cho mình nhá các bạn hãy dùng cái bút mà mình nói ở bài đầu tiên ấy, cái bút tô màu đó các bạn tô vào phần này nhá đó ở đây thì cái câu cái câu này nó có nghĩa là gì ý gì ta Sa sala mê sóng 현실형 hiền 예술형 xin hiền ê hương và Chinh tru Hươngánn xuất Hươngê nhỏ xót khả chi yếu Hương từ độ đá xuiạ tức là theo đó thì sao nhỉ các bạn cái tính cách của con người thì chúng ta có thể chia làm 6 loại là hiên Hiên xin Hương này thăm cô Hương à, tính dễ Xuân Hương xa Huê Hương chinh duy Hương và gì nhỉ à phần xếp 6 loại có thể chia làm sáu loại như thế và thì các bạn trả lời ở cái câu này cho mình nhá Cái cái phần này chỉ câu trả lời của nó câu số 1 câu phần trả lời của nó là ở đây nhá câu số 2 này hiên xin hương và tham khu hương thì a song cho con gác chọc thức trình mùa xin mì ca tức là gì câu này nó hỏi là xong kiếp chọc thức trinh cái điểm đặc biệt của cái tính cách và gì à, của cái tính cách thăm vui hương và gì hên xin hương là cái gì đấy thì để trả lời cho câu hỏi số 2 này các bạn đọc phần này giúp mình nhỉ đấy đọc cái phần cái điểm đặc biệt đó các bạn thì ở đây nhá hên sinh xin hương này phun à, gì hạ고 trinh sơ, 있는 것은 좋아한다. tức là cái tính cách này hiên xin hiêng là các bạn là cái tính hiện thực, Đấy. tính hiện thực là sao? là sao thích cái mà sao mang tính trật tự và rõ ràng, trinh so là trật tự, phần miêng là rõ ràng. Đấy. cái người mà cái điểm đặc biệt của cái tính cách này đó là sao nó người Người ta thích những cái gì mang tính trật tự và rõ ràng Các bạn cũng có thể bổ sung thêm cái vào câu trả lời này Cái ý sau Ý sau của nó đó các bạn ừ. ừ. Y dù hương hơn Ui y hương e sa đam Cái người mà mang tính cách này thì có cái đặc điểm như thế nào Thì các bạn cũng có thể bổ sung cái ý sau của nó nhé Đấy là như thế này còn, con cái tức là đây tiếp theo là tham cưu này, đây vừa nãy chúng ta mới trả lời được nửa câu hỏi thôi, còn nửa câu hỏi này tham cưu thì ở nó đó, đó là cái phần này tham cưu ư ừ, thì sao khoản trai qua chi cho kín gì Hoan Tông chỗ hoàn tức là cái người người mà có cái tính cách là gọi là tham cưu đó là cái tính uh, tham cứu đó, tức là cái cái tính này tức là nó nghiên cứu mới tìm kiếm tìm hiểu đó ạ. thì sao thích cái những cái hoạt động mà gì uh, nó mang tính tri thức và tính quan sát quan sát và tri thức đấy các bạn thì đây là hai cái dòng này mấy cái dòng này là câu trả lời nhé và các bạn cũng có thể bổ sung một câu trả lời là sao uh, yu hyeong yêu yu hyeong e tức là cái người mà có cái tính cách là tham tham cu rồi đó thì họ sẽ có những cái đặc điểm như thế nào thì họ ghi ở đây nha các bạn nhé và câu số 3 là 여러분의 주변 사람들 중 누구에게 어떤 추천해 주고 싶어요? tức là ở đây đó người ta hỏi chúng ta là, uh, câu, này đó, ta chúng ta là uh, câu này đó thì người ta hỏi chúng ta là gì trong bạn muốn giới thiệu chu chūchūn chūchūn hechūkoshimnyka có nghĩa là bạn muốn giới thiệu cho ai nuku tức là cho ai trong những cái người ở bên cạnh bạn và giới thiệu cái nghề nghiệp nào cho ai trong những cái số những người bên cạnh bạn ở tonchikop ở tonchikop tức là cái nghề nghiệp nào và nuku ake tức là cho ai trong số những cái người mà sao nhỉ ở ở bên cạnh bạn. Đấy, thì ý cái cái câu hỏi này nó là câu um, câu hỏi mở rộng thêm thôi. Đấy thì cái này đó các bạn, cái trả lời cho câu hỏi này thì nó phải phụ thuộc vào cái người mà bên cạnh bạn là ai. Cái người bên cạnh bạn bạn có cái người thân nào? Cái người thân đó có cái tính cách như thế nào? Đấy, có cái tính cách như thế nào à, ví dụ tính hiện thực hay tính à, thăm cứu hay tính nhá, nghệ thuật vân vân thì bạn sẽ tùy thuộc vào à, tùy thuộc vào mỗi người nhá cái, cái người bạn của bạn là người như thế nào thì xem phù hợp với cái công việc nào thì bạn giới thiệu nhá ở đây bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa chúng ta sẽ xuống cái phần dưới các bạn nhé cái hình à, mà nó có cái hình hình à, 1 2 3 4 5 6 lục giác đấy ạ. À, chúng ta sẽ xuống cái phần dưới nữa. Cái phần dưới này đó là cái phần uh, lục giác này, 1 2 3 4 5 6 lục giác nó biểu thị 6 cái tính cách uh, chủ yếu của con người đó các bạn. Người ta đã nghiên cứu mà. Ở đây cái chữ vừa nãy chúng ta học là hiên, xin, hương là tính thực tế này. Và tính tham, kuyong là tính tham cứu. Uh, tính thực tế thì chúng ta vừa biết rồi đúng không? Những người này là thích cái gì cái gì mang tính trật tự và cái gì mang tính gọi là uh, rõ ràng, rành mạch. Còn cái tính tham cứu này đó là những người tính uh, tham thăm cứu này là những người mang cái tính cách gọi là thích uh, gì nhỉ? Uh, mà nghiên cứu là những cái gì mang tính tri thức, khoa học vân vân. Tiếp theo một số cái tính cách nữa mà ở đây này là À, khoán chúng ta có thể hiểu là cái tính thói quen thói quen tức là sao cứ kiểu cứ những cái gì nó cứ lặp đi lặp lại đó các bạn người ta cái người này đó cái người mang cái tính này đó người ta thích cái đó thích những cái hoạt động nó kiểu mang cái tính cứ lặp đi lặp lại đó lặp đi lặp lại như kiểu là mặt trời buổi sáng thì mọc vào buổi tối thì lặn đó các bạn đó còn mặt trăng thì sao buổi tối thì nó mọc buổi uh, buổi sáng nó lại cái kiểu những người như thế tiếp theo là về về Xuân là người có tính gì nghệ thuật những cái người có máu nghệ thuật có tính nghệ thuật này là uh, ví dụ như là vẽ này uh, đàn hát uh, vân vân những cái người những cái tính như thế là người ta hay thích đi theo cái trường phái nghệ thuật và lãng mạn rồi bay bổng vân vân đó những cái người như vậy thì uh, tiếp theo những người có tính thì chinh Hương chinh hương chúng ta có thể hiểu đó là cái tính tiến thủ tức là những cái người mà nó hay kiểu tiến lên này có cái tính uh, cầu tiến này thích thăng tiến này vân à, vân thì uh, những cái người mang đặc điểm như thế thì nó sẽ thích hợp với cái nghề nào sao hương sao hương là tính xã hội tính xã hội là ví dụ như những người họ thích làm những công việc như là từ thiện này những cái hoạt động mang tính tổ chức nó liên quan đến những cái hoạt động trong xã hội đó các bạn từ thiện rồi tổ chức nọ sự kiện này nọ kia đấy vân vân thì chúng ta các bạn nếu mà muốn tìm hiểu kỹ hơn chúng ta có thể thăm tham khảo tham khảo ở trong cái gì nhỉ trong cái trang web trang web gì các bạn www này work go chấm gì korea thì chúng ta vào đây chúng ta nếu các bạn nào uh, vào đây chúng ta có thể tìm hiểu được nhá như người ta nói ở đây này trong cái trang web này nó có thay an song gio kem sa thung he 자신에게 많은 친구분 찾아볼 수 있다 tức là ở đây có đa dạng những cái tính cách mà hợp với bản thân thì à, <laughs> tính cách mà sao à, tính cách à, có thể tìm được những cái nghề nghiệp mà nó phù hợp với bản thân thông qua cái việc à, nhiều những cái tính cách đa dạng đó thì người ta nói như vậy nhá thì đây là một cái phần thêm thôi thật sự là cái này nó cũng à, À, cũng hay, hay các bạn tìm nghề nghiệp mà phù hợp với tính cách của mình mà người ta nói là gì các bạn nhỉ non sông khó đổi bản tính khó rời tính cách của một con người thì sao nó rất khó mà thay đổi rất khó mà có thể đổi được cho nên là thay vì cái việc thay đổi tính cách của mình đó để phù hợp với công việc thì chúng ta là sao nhỉ nên chọn một cái nghề mà nó phù hợp với tính cách của mình nó thì cái nội dung của cái bài viết này nó cũng muốn gửi gắm cho cái người đọc là như vậy. À, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái phần bài học của ngày hôm nay ha. <laughs> như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn à, học xong 3 phần từ vựng, ngữ pháp và văn hóa thông tin trong bài 2 cuốn trung cấp 1 thì nếu mà các bạn cảm thấy phần nào khó hiểu thì các bạn phải nói ngay với mình nhá để cho mình sửa chữa làm sao mà cho à, sửa chữa thay đổi làm video làm sao để cho các bạn xem cảm thấy dễ hiểu nhất và nhớ bài được lâu nhất nhá. À, thì hôm nay các bạn cũng vất vả rồi. À, chúng ta à, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi và hẹn gặp lại các bạn à, vào tối thứ hai lúc 9 giờ Đấy, tuần tuần tới nhá. Tuần sau này ạ, à, tuần sau tối thứ hai 9 giờ à, chúng ta sẽ học bài 3 ừ. bây giờ thì xả chai ô nhau